À, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Truyện. Hôm nay mình tiếp tục hỗ trợ các bạn, hướng dẫn các bạn bấm máy để giải nhanh một số bài tập nha các bạn. Thì trên màn hình của bạn đây là phương trình rút gọn về căn thức nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập máy thôi. Chúng ta nhập hết vào loganiba hay là nhập nguyên đề bài vào. Với giá trị chữ A thì mình sẽ hai bằng chữ x nha các bạn. Nhập là căn bậc x nhân cho căn bậc 3 của x bình nhân cho căn bậc 4 của 1 phần x chia cho căn bậc 24 của x mũ 7. Thế đó mình call x bằng e. Nó sẽ ra ngay đáp án cho mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập máy nè. Nhập máy vào nha các bạn. Và chúng ta bấm dấu bằng ha, con x bằng nghe bấm bằng được 1/2, thì có nghĩa là m bằng 1 và n bằng 2. Khi đó mình tính ra được câu c nha các bạn. Rồi hôm nay hướng dẫn các bạn tới đây thôi, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe, chia sẻ một mình. Xin chào và hẹn gặp lại.